Các con ơi, vừa rồi chúng mình đã được quan sát những chiếc mũ thật là đẹp và hồ nghịnh phải không nào? Bây giờ, cô Hương và cô Dinh sẽ hướng dẫn các con làm những chiếc mũ từ lá cây thật là đẹp nhé. Và để làm được những chiếc mũ từ lá cây, chúng mình quan sát xem cô đã chuẩn bị được những gì rồi đây. Rất nhiều các ngọn lá cây đúng không nào? Rổ đựng và tăm tre đấy. Và lá cây khi được các cô hái về, cô đã rửa sạch và phơi khô, cắt hết phần bóng lá rồi đấy. Chúng mình quan sát xem, trên đây là lá cây gì? À, đây chính là lá cây Osaka đấy. Lá cây Osaka bao gồm phần đầu lá, gân lá và cuống lá đấy các con ạ. Và tiếp theo, cô lại có lá cây gì đây? À, đây chính là lá mít đấy. Và cô lại có lá cây gì đây các con? Đây chính là lá màu đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cô và cô Dinh hướng dẫn chúng mình làm những kiểu mũ thật đẹp từ các loại lá cây khác nhau nhé. Và trước tiên cô hướng dẫn chúng mình làm mũ từ lá cây Osaka nhé. Cô lấy hai chiếc lá, nối đầu của chiếc lá này với đuôi của chiếc lá kia xếp chồng lên nhau, dùng tăm tre xiên xuống một mũi và xiên lên một mũi để cố định hai chiếc lá với nhau. Với những chiếc lá tiếp theo, cô làm tương tự. Chúng mình khi xiên tăm tre, nhớ xiên thật khéo léo, tránh cho lá bị vỡ hoặc bị rách. Các con nhớ chưa nào? Và sau khi xiên được một đoạn dài, chúng mình sẽ đưa lên vòng đầu để ướm xem đã vừa với vòng đầu của chúng mình chưa. Nếu chưa vừa, chúng mình sẽ lấy lá tiếp theo để đính vào nhé. Và khi đã vừa rồi, chúng mình sẽ nối hai đầu lá lại với nhau, tạo thành một vòng tròn khép kín. Để chiếc mũ thêm đẹp hơn và sinh động hơn, cô sẽ lấy chiếc lá để gắn vào phía trước của chiếc mũ. Chúng mình nhớ gắn chiếc lá ở giữa của vòng tròn để chiếc mũ cho cân xứng nhé. Cô đã gắn được một chiếc lá rồi, cô lấy chiếc lá tiếp theo, đặt cạnh chiếc lá vừa rồi và dùng tăm tre xiên một mũi lên một mũi xuống để cố định lại chiếc lá. Cô lại lấy chiếc lá nữa gắn vào, thế là cô đã làm xong chiếc mũ bằng lá Osaka rồi đấy. Tiếp theo, chúng mình sẽ làm chiếc mũ từ lá mít nhé. Để tạo thành một vòng tròn khép kín, chúng mình cũng làm tương tự như với chiếc lá Osaka. Chúng mình cũng lấy những chiếc lá mít, nối đầu của chiếc lá này với đuôi của chiếc lá kia xếp chồng lên nhau và dùng tăm tre xiên xuống một mũi và xiên lên một mũi để cố định những chiếc lá với nhau. Và sau khi đã được một đoạn dài, chúng mình cũng nhớ ướm lên đầu của chúng mình xem đã vừa với vòng đầu chưa nhé. Nếu vừa rồi, chúng mình sẽ nối hai đầu lá lại với nhau. Và với chiếc lá mít, cô sẽ tạo ra chiếc mũ có một vòng tròn ở trên đỉnh đầu nhé. Chúng mình cũng nối những chiếc lá với nhau bằng cách đuôi của chiếc lá này xếp chồng lên đầu của chiếc lá kia và dùng tăm tre cố định lại. Và khi cảm thấy vòng đầu đã vừa với vòng của chúng mình rồi, chúng mình sẽ nối đuôi lá cuối cùng với vòng tròn. Để chiếc mũ thêm đẹp hơn, cô sẽ gắn thêm lá vào phía trước. Thế nào cô đã
đã làm xong chiếc mũ từ lá mít rồi đấy. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn chúng mình làm những chiếc mũ thật đẹp từ lá cây Osaka và lá mít rồi đấy. Chúng mình có thấy đẹp không nào? Các con ơi, vừa rồi cô đã hướng dẫn các con cách làm những chiếc mũ từ lá cây rất là đẹp rồi. Bây giờ các con hãy cùng cô Hương và cô Dinh đội chiếc mũ này lên và cùng chiêm ngưỡng với các cô nhé. Các con ơi, ngoài những chiếc mũ từ lá Osaka, lá mít và lá màu ra, chúng mình còn có thể dùng các loại lá khác nhau để làm các kiểu mũ khác nhau nữa đấy. Khi chúng mình làm mũ, nhớ nhờ người lớn, bố mẹ hoặc anh chị chúng mình hái lá và rửa sạch, cắt hết phần cuống. Sau đó chúng mình sẽ tạo nên những chiếc mũ thật đẹp từ các loại lá cây khác nhau nhé.